Sato
chi ayan da ta sa sa ha si lo ka ta tu sam kam pi sam pa kam pi sam pa ve di a pa ma no cha o la ro o pa so lo ke pa tu ra ho si a ti kam me wa te wa nang te wa nu pa wang a ta ko pa ka wa u ta nang Uthane si anja si vata po kon thanyo anja si vata po kon thanyo ti iti hitam aya samato kon thanja sa anja kon thanyo tave vanamang aho si Nam Mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thập Má trên Bao Thóp mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 8 giờ, từ 7 giờ 30 đến 19 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả đạo hữu. Dạ con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Cho con đổi bản tại ban cái bài của Minh Nhật Hạnh con chưa có đổi. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020, thực lịch 2564. Đề tài hôm nay, giáo trình thắng pháp A-ham-má bài 38 thuộc tánh si phần sẽ được Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh Từ Bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Con kính nhân Mục Trinh Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chữ toàn giác đại lực, chữ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Cảm ơn mọi người.
cả nhập mình biết được tín hiệu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay con bị hơi lu bu một chút, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, do đường nét con không ổn định mấy ngày nay nên bây giờ con được ổn định được, con không sắp xếp được con nên con xin sám hối. Dạ, hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 38 nhân thuộc tánh si phần đã được thượng tọa Giác Đẳng giảng giải, xin phép cho con coi có ngài đã vào đạo tràng chưa. Dạ, con cung thỉnh ngài Tỳ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Dạ, con cung thỉnh ngài. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Anh Nam Mô Bụt Thầy nha. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Thịnh Văn Liên Đức Phật. Kính chào Chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý Tôn Đức, quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Tâm sở hay là thuộc tánh của tâm hay gồm có ba nhóm, và mỗi một nhóm nó đều có hai loại. Cái nhóm tự tha là những nhóm thuộc tánh nó mang cái tính chất tùy theo tâm mà chúng phối hợp. Nhóm này cũng có tình hảo, cũng có biến hành, cũng có biến cảnh. Và cái nhóm thứ hai là nhóm bất thiện, tức là những thuộc tánh nó tạo nên cái tâm bất thiện, tâm xấu. Và trong nhóm này cũng có biến hành, cũng có biến cảnh. Biến hành ở đây tức là bốn si phần, và biến cảnh ở đây là 10 cái tâm sở bất thiện còn lại. Khi mà nói đến bất thiện biến hành thì nó chỉ có bốn thuộc tánh: si vô tà quý và trạo cử. Mặc dù chỉ có bốn nhưng mà bốn cái thuộc tánh này nó có mặt trong tất cả 12 tâm bất thiện, và nó có một cái sự ảnh hưởng xấu đặc biệt đến tâm bất thiện. Không có cái thứ tâm bất thiện nào khởi lên mà không có bốn cái thuộc tánh này. Và hôm nay Tự Tội Giác Đẳng sẽ cho chúng ta học chỉ có bốn tâm sở bất thiện biến hành thôi. Và sẽ có một ý nghĩa được trình bày, và qua đó chúng ta sẽ thấy vì sao bốn cái thuộc tánh này ở lại là bất thiện biến hành, và nó có tầm quan trọng ở trong tâm bất thiện. Trước nhất xin mời cô Như Quỳnh
đọc cho chánh văn của đọc. Sau đó xin phân định thượng tọa Diệu Đẳng giảng sư thì hôm nay sẽ giảng ý nghĩa này. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và con xin được đọc phần chánh văn. Và cảm ơn Hoa Nguyệt, cảm ơn cô tu nữ Quý Giác Thánh Á cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 38, nhóm thuộc tánh si phần, sẽ được Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Nhóm thuộc tánh si phần gồm có bốn thuộc tánh bất thiện tạo nên sự mê lầm trong tất cả tâm bất thiện. Những thuộc tánh này được gọi là nhóm thuộc tánh bất thiện biến hành vì có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Gọi là si phần vì mang đặc tính làm mê mờ. Đây là một trong những khía cạnh rất quan trọng khi nói về phiền não trong Phật học. Từ vĩ mô tới vi mô, trong bốn thuộc tánh si, vô tàm, vô quý, trào cử của nhóm này thì thuộc tánh si mang nhiều kích động lớn đến mức khó hiểu. Giống như một quân sư có tà ý, không những chỉ ảnh hưởng tai hại đến cái nhìn của vị vua mà còn làm hỏng cả triều đình. Quốc sách cả nhiều thế hệ, thuộc tánh si là một thành tố chi phối toàn bộ tâm bất thiện. Chẳng những vậy còn trực tiếp hay gián tiếp chi phối tất cả sở hành, dù thiện hay bất thiện, tạo nên nghiệp quả từ trong dòng hiện hữu luân hồi. Không phải chỉ là thụ động mà là manh động. Trong cách hiểu qua ngôn ngữ thì si là một là không sáng suốt, vô tàm là không có hổ thẹn, vô ý là không có ghê sợ, trạo cử là không an định. Những cái không có thể bị hiểu một cách thụ động là sự thiếu vắng. Trên thực tế, đây là những thuộc tánh manh động. Si ở đây không đơn giản là vắng mặt của trí tuệ, mà là một thứ hỏa mù khiến tâm không biết, không thấy biết xác thực. Khi đi sâu vào ý nghĩa của từng thuộc tánh sẽ thấy những thành phố, sẽ thấy những thành tố này mang tính cách manh động chứ không thụ động. Không có những thứ này thì không gọi là bất thiện. Có những trạng thái thuộc nghe như tự nhiên, không có gì đáng gọi là bất thiện. Thí dụ như hoài nghi, hung trầm, thụy miên. Dạ con xin đọc lại câu này. Có những trạng thái thoạt nghe như tự nhiên, không có gì đáng gọi là bất thiện. Thí dụ như hoài nghi, hung trầm, thụy miên, vân vân. Nhưng theo thắng pháp thì khi những trạng thái đó đi chung với bốn thuộc tánh bất thiện biến hành thì không thể gọi là vô tội giả. Phải hiểu cách này thì mới thấy được tại sao phiền não ký lê xá được giải thích theo thắng pháp có ý nghĩa quan trọng. Những trạng thái này đôi khi quá tế nhị để nhận diện nếu không đủ chánh niệm. Thuộc tánh si moha cetasika. Si ở đây không phải là sự mê mờ mà là cái làm cho mê mờ. Giống như khói mù khiến mắt không thấy được sự vật. Khi si hiện hữu không đơn giản là không có khả năng hiểu mà là không chịu hiểu. Giống như trường hợp một số người quá sùng bái một lãnh tụ, cho dù lãnh tụ đó có những hành động hay lời nói sai quấy, họ cũng không muốn hiểu là khuyết điểm mà luôn cố gắng giải thích tại sao có lý do chánh đáng để lãnh tụ đó hành động như vậy. Si chính là vô minh, avijja, lực đẩy chính của dòng hiện hữu sanh tử. Dạ con xin sám hối. Thuộc tánh vô tàm arihika che tasika. Vô tàm là sự trơ trẽn, bất chấp,
thường được định nghĩa theo ngôn ngữ là không hổ thẹn, tội lỗi. Ahirikacchetasika mang ý nghĩa manh động hơn là đơn thuần sự vắng mặt của hổ thẹn. Trạng thái này có thể hiểu qua thí dụ khi người ta mặc một cái áo mới, nếu có một vết bẩn nhỏ thì ai nấy, nhưng khi chiếc áo lắm tắm nhiều vết dơ thì cảm giác bình thường. Thuộc tánh vô ý, anuttapa. Vô ý là sự liều lĩnh, khinh suất. Vô ý không đơn giản là sự không biết sợ, như một đứa trẻ chơi dao mà không hiểu sự nguy hiểm. Có thể thí dụ vô ý như tâm trạng của một người thích đua xe gắn máy, mô tô, đùa giỡn với nguy hiểm. Một khía cạnh khác để hiểu về vô ý là sự quen lờn. Khi đại dịch mới xảy ra, người ta cẩn trọng, nhưng khi đại dịch kéo dài quá lâu và con số người lây nhiễm quá nhiều thì dễ khiến người ta chai lì. Thuộc tánh trạo cử, uttacca. Trạo cử là sự lăng xăng đối lập với điềm đạm. Trạng thái này được hiểu là dao động, một trạng thái bị động. Kỳ thật không phải vậy. Có thể thí dụ trạng thái này giống như bản chất của một đám đông kỳ thị. Khi nghe một chuyện gì không tốt về những người mình ghét thì sẵn sàng nhốn nháo lên mà không thể có thái độ xử trí với tâm thái điềm đạm. Ngữ và nghĩa. Có hai từ vựng cần lưu ý trong nhóm thuộc tánh si phần là vô ý, trạo cử. Quý ở đây là sợ. Có hai từ mang ý nghĩa sợ trong chữ Hán là quý và ý. Trong cách dùng phổ thông của Phật học thì vô ý, vô quý chỉ có sự liều lĩnh, trong lúc vô ý chỉ có sự can đảm. Chữ trạo cử đôi khi còn được dịch là phóng dật. Cả hai đều mang ý nghĩa là dao động. Nhưng từ phóng dật còn mang một ý nghĩa khác rất phổ thông trong Phật học là sự giải đãi, buông thả, phóng túng. Do vậy, ở đây chọn sự trạo cử. Nên cẩn thận. Chữ si trong tiếng Việt đôi khi có nghĩa là mê say như một thanh niên trầm cây. Si hay nghĩa là đần độn như sự si khờ. Cả hai ý nghĩa này không đủ lọc hết chữ mô há. Mê say có thể là sự tham đắm, đần độn có nghĩa là thiếu trí tuệ. Thuộc tánh si cần được hiểu là sự ngăn che khả năng thấy biết xác thực. Minh họa phân chia thuộc tánh, 52 thuộc tánh. Dạ, xin quý vị vào đường nét của Quốc Thác Thăm Má sẽ thấy được, hoặc là vào Sơm sẽ thấy được bản phân chia này. Dạ, con kính tri ân sư đã cho đường nét lên. Thắng pháp Abhidhamma, biểu đồ chư pháp y cứ theo đồ họa của Ngài Trưởng Đạo Tịnh Sự thiết kế thuộc tánh si phần. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là thuộc tánh bất thiện. Bài học tiếp theo sẽ là nhóm thuộc tánh tham phần. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Kính đại lễ chư Phật tử sư, đại lễ chư công đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào một nhóm đầu tiên ở trong cái loại thuộc tánh gọi là thuộc tánh bất thiện. Và nhóm đầu tiên này có cái tên gọi là si phật, và cũng có một tên gọi khác gọi là thuộc tính, giống thuộc tính bất thiện biến hành. Khi nãy quý vị có nghe lời dẫn nhập của Thượng Tọa Tuệ Siêu thì bất thiện biến hành có nghĩa là đây là những thuộc tâm tánh có mặt ở trong tất cả tâm bất thiện,
Dạ, tâm bất thiện dù là tâm tham hay tâm sân hay tâm si, cả 12 tâm đều có và bốn thuộc tính này. Thưa quý vị, khi đề cập đến bốn thuộc tính si phần được, thì chúng ta gọi là những phạm trù khác nhau. Thí dụ như là chúng ta hiểu si là một thuộc tính ở trong các tâm bất thiện. Rồi si là một cái tiêu biểu cho tâm si. Nhưng mà si còn gọi là vô minh. Và vô minh thì có một ảnh hưởng toàn bộ đến tất cả những tâm thiện và tâm bất thiện. Nói chung là những cái sở hành mà tạo nên cái nghiệp luân hồi. Ở trong bài học này chúng tôi có dùng một cái thí dụ là trong một cái triều đình có một vị quân sư. Vị quân sư tức là vị tư vấn cho nhà vua. Vị quân sư này mới thọ nghe thì chỉ là một người tư vấn cho nhà vua thôi. Nhưng mà kỳ thật thì do tư vấn nhà vua, vị này giờ quý vị không nghe được hả? Giờ quý vị không còn nghe được. Giờ quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Zoom bị treo là sao vậy sư? Dạ, ở trong Zoom quý vị không còn nghe được hả? Dạ, có vị nào ở trong Zoom cho chúng tôi biết là quý vị có nghe được không? Dạ, Zoom vừa mới nghe lại hả? Ồ, Zoom mới nghe. Dạ. Thì thưa quý vị, cái ảnh hưởng của một vị quân sư đó, mà nếu vị đó là một cái loại quân sư giống như là mấy vị thái giám công công ngày xưa, là vị nịnh thần, những vị công công mà chi phối nhà vua đó, thì những vị này không phải chỉ ảnh hưởng đến nhà vua mà còn ảnh hưởng đến cả triều đình, ảnh hưởng đến quốc sắc, ảnh hưởng đến cả nước và cả một thế hệ, thì nhiều thế hệ nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng của một vị quân sư mà mình gọi là một vị quân sư gọi là gian thần thì nó rộng lắm chứ không có đơn giản. Thì tương tự như vậy, những cái thuộc tính bất thiện biến hành này đó, từ ở trong cách nói vĩ mô nó chỉ là một thuộc tính thôi, nhưng mà khi mà chúng ta đi vào tâm bất thiện, đi vào giáo lý duyên khởi, thì chúng ta hiểu rằng cái ảnh hưởng nó rất là rộng lớn. Và ở đây chúng tôi có nói đến một cái khía cạnh khác là trong cái ý nghĩa thụ động và manh động. Trong cái ý nghĩa thụ động đó, thì chúng ta hiểu là không. Dạ, ví dụ như là si nghĩa là không có sáng suốt, vô tàm là không có hổ thẹn, vô quý là không biết sợ hãi, và trạo cử có nghĩa là không có an định, thí dụ như vậy. Nhưng mà những cái không đó, nó chỉ là một cách nói rất là thụ động thôi. Nhưng mà ở đây không có thụ động như vậy, mà ở đây mang ý nghĩa là manh động. Ví dụ như tâm hay là thức quẩn. Thức quẩn là biết cảnh. Nhưng mà trong cái biết đó mà nó lại đi với thuộc tính si á, thì khiến cho cái biết đó nó bị che mờ. Mà lát nữa chúng ta sẽ nói che mờ như thế nào thì chúng ta sẽ nói. Nhưng mà si không đơn thuần là sự vắng mặt của trí tuệ, mà si đó, cái bản chất của nó đó, là một cái khỏa mục che cái sự nhận biết sáng suốt của tâm.
Và do vì trong cả bốn ý nghĩa, không sáng suốt, không hổ thẹn, không ghê sợ, không an định ở đây đó, nó đều không đơn thuần là không có, mà trong đó nó còn mang ý nghĩa manh động. Dạ, manh động ở đây tức là những cái sự, những cái lực can thiệp, và nó tạo nên cái hệ quả rõ ràng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là ở trong nhà mà mình có một người mà xài tiền nhưng mà không có cẩn thận thì không tiết kiệm được. Cái đó là ý nghĩa thụ động. Nhưng mà ý nghĩa manh động ở đây đó không phải xài tiền mà không có cẩn thận không, mà ở đây còn xài tiền một cách phá của. Dạ, một cách phá của. Cái phá của đó chúng ta gọi là ý nghĩa của sự manh động. Thì bốn cái thuộc tính này nó không mang ý nghĩa thụ động là không có, mà nó mang ý nghĩa rất là manh động. Khi chúng ta đi vào ý nghĩa của thuộc tính này, chúng ta sẽ thấy điều đó. Và thưa quý vị, trong một khía cạnh khác mà chúng tôi muốn nói ở tại đây là bốn cái thuộc tính si vô tàm vô quý khốn vật, nó có mặt ở trong tất cả tâm bất thiện. Và quý vị chờ chúng tôi một chút nha, không biết tại sao trong cái Zoom chúng tôi bị echo, quý vị chờ chút xíu. Thưa quý vị, có thể là có một trường hợp vị nào xài một cái loa của Paul Talk mà nó chạy vô trong cái Zoom, chờ quý vị khoảng hệ như mưu chụp cái microphone của Zoom hoặc là mute cái speaker của Paul Talk dùng. Tại vì nếu không chúng tôi nói nó sẽ bị echo lại. Vì nào mà xài hai cái vừa Paul Talk vừa Zoom thì quý vị cố gắng hoặc là mute cái speaker của Paul Talk hay là mute cái microphone của Zoom dùng chúng tôi. Thế thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến những cái trạng thái ví dụ như hôn trầm thủy miên. Hôn trầm thủy miên là buồn ngủ giá dữ, ví dụ như là chúng ta làm việc nhiều quá thì buồn ngủ giá dữ và đâu có chuyện gì đâu mà sống. Đúng là nếu hôn trầm thủy miên không thì nó không có sống. Nhưng mà bởi vì hôn trầm thủy miên nó đi với si vô tàm của quý phóng trận thì nó trở nên bất thiện. Nó như thế nào thì sẽ bàn sau. Nhưng mà có những thuộc tánh mà chúng ta thấy bình thường, nhưng mà nếu nó đi với bốn thuộc tánh si này thì nó trở thành bất thiện. Không có những thuộc tánh đó thì không phải là bất thiện được. Nó cũng giống như là một con người nhẹ dạ, thì cái người nhẹ dạ cả tin đó, nó chưa hẳn là một người xấu. Nhưng mà dù nhẹ dạ cả tin mà dính dáng chơi với bạn xấu thì người đó rất là dễ bị tìm những cái xấu và có thể hành động theo cái xấu của người khác ảnh hưởng mình. Thật ra bất cứ một cái trạng thái bất thiện nào mà ngay cả mình thấy nó rất là bình thường, ví dụ như là sự phân vân chẳng hạn, mà sự phân vân này nó tạo thành một cái nó tạo thành gọi là trong si hoài nghi, là bởi vì nó cũng có đi chung với si vô tạp vô quy phóng vật. Thật ra về điều này chúng ta nên hiểu rõ. Và bây giờ thưa quý vị, sau khi nói những cái điểm chung ở bên ngoài đó, thì chúng ta đi vào ý nghĩa của từng thuộc tính. Thuộc tính đầu tiên là thuộc tính si. Chữ si ở đây là cái làm cho mê mờ, chứ không phải là sự mê mờ.
cái chúng ta gọi là cái lòng cho mê mờ đó. Ở đây chúng tôi lấy một cái ví dụ như là bây giờ mình có một cái camera, một cái máy quay video để cho cái hệ thống an ninh, mà cái máy video đó cái bộ phận ở bên trong đó, nó không có làm việc, là nó không thấy rõ được, thì cái đó không phải trạng thái si. Mà si ở đây đó là cái gì làm cho mê mờ, chứ không phải là sự mê mờ. Và cái làm cho sự mê mờ ở đây, chúng tôi tạm ví dụ như là ở trong nước, nếu mà nước trong đó, thì mình thấy, nhưng mà nước mà nó có phù sa thì nó làm đục đi, thì cái phù sa đó là thuộc tính si. Hay là một cái ống kính để thấy đường, mà bây giờ ống kính nó bị sương mù hay là khỏa mù che phủ, thì do sương mù hay khỏa mù đó mình không thấy rõ, thì cái sương mù khỏa mù đó là thuộc tánh si. Và thuộc tánh si tức là si là cái gì làm cho mê mờ. Và quý vị nên phân biệt khác với cái chữ sự mê mờ. Bởi việc này thì chúng tôi muốn giải thích thêm một cái thí dụ mà chúng tôi đề cập đến tại đây, là điều mà chúng tôi muốn nói rằng si là một cái gì đó nó làm cho chúng ta không chịu hiểu vấn đề, không chịu thấy vấn đề. Bây giờ có những người họ rất sùng bái một vị lãnh tụ, và sùng bái đến mức độ một cuồng tín. Thì thưa quý vị, lúc bấy giờ đó họ có một vấn đề là một cái vị lãnh tụ đó có nói sai, có làm sai, thì họ cũng tìm cách họ biện hộ, họ tìm cách họ nói, họ hiểu khác đi, là người đó có lý do chính đáng để nói như vậy, có lý do chính đáng để làm như vậy, mà họ không bao giờ thấy được vì nói sai làm sai. Thì cái thái độ, và cái thái độ cố tình hiểu sai, cái thái độ làm cho chúng ta hiểu sai đó, cái đó gọi là si. Và si là một thuộc tính mà trong thắng pháp cũng nói riêng, và trong kinh, trong Tam Tạng kinh điển Phật pháp nói chung, si tức là vô minh. Vô minh là một cái đầu mối của sanh tử, vô minh và ái. Vô minh là mắt xích quan trọng của giáo lý duyên khởi. Vô minh là một ở trong năm thượng phần kiết sử, mà chỉ khi nào một vị mà diệt hết những phiền não mới đoạn được. Bởi vì vô minh này chi phối rất lớn, chi phối toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Để nói về thí dụ này đó, để thứ thì nếu chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, cuộc sống của mình khi chúng ta qua bên Mỹ hay đi đến một nơi nào đó mà mình sống, và nếu có thời gian mình nhìn lại, thì đa số là những quyết định của chúng ta đó, nó bị có một lý do gì đó, nó khiến cho chúng ta không có sáng suốt để lựa chọn, lựa chọn cái người bạn đời, lựa chọn cái công việc mình làm, lựa chọn chỗ mình ở, lựa chọn một cái quyết định nên làm hay không nên làm. Thì lúc mà mình lựa chọn thì mình nghĩ rằng mình biết, và mình biết hay là mình sáng suốt, mình có trí mình mới lựa chọn như vậy. Nhưng mà sau này khi mà mình lầm lẫn rồi đó, mình thấy lúc mà mình lựa chọn một cách lầm lẫn, thì cái lầm lẫn đó nó là được xem như là bị si, bị vô minh chi phối. Thành ra cái lực của vô minh nó rất là mạnh, thưa quý vị. Lực vô minh rất là mạnh. Ví dụ như là chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang ngồi đây, quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nhé. Sau mà chúng tôi cứ nghe nói là chúng tôi không biết tại sao mà nghe sư Tuệ Tri nói là bên Zoom gặp trở ngại, vì chờ chúng tôi một chút. Nhưng mà có lúc ổn lúc không, qua không biết sao, sẽ xin chờ chút xíu nhé. Cái
Chứ tôi muốn hỏi quý Phật tử là quý vị ở trong Zoom quý vị có nghe được không? Dạ, thưa ông. Dạ. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến vô minh đó, đó là một cái lịch rất là lớn trong đời sống. Lấy một cái ví dụ là ở trong giờ phút này chúng ta đang ngồi đây, nếu thật sự chúng ta biết rõ cái gì là khổ, cái gì là nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường đến sự diệt khổ đó, thì chúng ta đã giác ngộ, đã đoạn tận kiết sự. Nhưng mà không, chúng ta chưa biết, thành ra chúng ta cứ lây quay, cứ lẩn quẩn và cứ làm cái này và làm cái kia. Như trường hợp là có một cái mỏ vàng, nơi đó chúng ta có thể tìm thấy được châu báu, nơi đó chúng ta có thể làm giàu được. Nhưng mà nó nằm ở đâu đó chúng ta không biết. Do chúng ta không biết, thành ra chúng ta trồng rau, chúng ta đi làm công cho người khác. Do đó chúng ta đi săn bắn, đi làm này làm kia, bởi vì mình không biết có mỏ vàng được. Khi mình biết có cái hầm châu báu nào, hay là có hầm châu báu, mình đến nó mình lấy châu báu, chứ mình đâu có cần phải đi làm cái này cái khác. Thành ra cái không biết đó, nó khiến cho chúng ta làm rất nhiều thứ. Và cái không biết đó đạo Phật gọi là vô minh. Và cái vô minh là một cái lực rất là lớn trong cuộc sống. Sáng nay chúng ta thức dậy, nếu mình để ý cho kỹ đó, thì cái vui, cái buồn, cái giận, cái ghét, kể cả bây giờ mình nghe nói đến cả một trào lưu của xã hội. Như là ở tại Hoa Kỳ đang có bao nhiêu là sự bày tỏ về bầu cử, ứng cử viên này là sáng giá, ứng cử viên kia là tồi tệ, vân vân. Cái nhìn của chúng ta hoàn toàn nghĩ rằng mình biết và biết rất rõ. Nhưng mà rồi có nhiều khi mất cả hàng chục năm, hàng cả thế hệ sau thì chúng ta mới biết lúc đó cái quyết định đó là quyết định sai. Quyết định sai. Nó không đơn giản là một số một chiều làm việc được. Thì bây giờ quý vị nói một cách khác là nếu chúng ta có đủ sự sáng suốt, có đủ cái trí tuệ, thì chúng ta sẽ không có tham, không sân, không si nữa. Và chúng ta sẽ không đi truy cầu phải làm cái này, phải làm cái kia. Và tất cả những cái hành động, tất cả những cái cố gắng của chúng ta, nó đều bắt nguồn từ một cái động lực là chúng ta không biết và không thấy rõ. Một cái thuộc tính tiếp theo của bất thiện biến hành đó là vô tâm. Vô tâm ở đây tức là không có biết khổ thẹn và không biết khổ thẹn. Thì chúng tôi dùng đến một cái chữ mà nó hơi nặng hơn, nó hơi thô hơn, nhưng mà nói cho đúng nghĩa đó là sự trơ trẽn, sự bất chấp, hay là sự trân tráo. Cái sự trơ trẽn này đó, nó mang một ý nghĩa khác hơn là một cái sự vô tư lự, là không biết khổ thẹn. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là người ta nói không biết khổ thẹn là có nhiều trường hợp, tại vì nó là vấn đề văn hóa rồi. Ví dụ như là ở trong văn hóa Việt Nam chúng ta, một người phụ nữ mà người khác khen mình đẹp, thì đôi khi ngày xưa thì thời chúng tôi còn nhỏ, đôi khi một người phụ nữ mà ta khen mình đẹp thì đôi khi mắc cỡ, hay là nghĩ là người ta có tài. Như trong văn hóa Mỹ đó,
mình làm gì người ta khen mình đẹp, khen mình hay, chỉ thank you, chỉ cảm ơn thôi, đó là văn hóa. Dạ, văn hóa thì cái không hồn đó nó không gọi là vô tạm. Cái vô tạm ở đây đó, tức là trơ trẽn, không biết ngại ngùng. Dạ, không biết ngại ngùng. Tạm dùng một cái thí dụ là rồi, ngày xưa chúng tôi học mà bi diệu pháp với một người Phật tử là Huệ Minh Phúc đó. Cô hay nói cái thí dụ này. Dạ, cô hay nói thí dụ này mà chúng tôi rất là thích. Nhưng mà rồi ở đây đem ra nói thì nó rất là hợp với cái chữ gọi là vô tạm này. Cô nói rằng có một người đi ăn uống, và khi đi ăn dỗ, bởi vì họ là một con người có địa vị, thành ra họ mặc một bộ đồ rất là tươm tất. Ngày xưa mặc áo dài tươm tất, và thậm chí có những người mặc áo dài trắng được. Nhưng mà đường nhà quê, thưa quý vị, thì sinh này, thì khi mặc một bộ đồ trắng thì đi vào cái nôn thì sinh này á, thì một cái cố gắng của mình là làm thao sao mà đừng có để bùn đó băng dính vào ở trong cái vạt áo ở dưới. Và nếu lỡ đi mà có một chút bùn văng vào vạt áo thì cảm thấy nó khó chịu lắm, cảm thấy mình không có thoải mái. Cái áo trắng tinh đẹp như vậy mà bùn vấy lên. Nhưng mà rồi vì trời mưa lớn quá, đi một hồi thì càng ngày càng lúc nó càng có nhiều vết bùn băng lên dính vào trong áo. Thì ban đầu thì còn cảm thấy ngại ngùng, ban đầu cảm thấy khó chịu. Nhưng mà khi đã nhiều thứ nó dính vào trong áo thì bình thản. Trời mưa thì vậy thôi, lúc đó bình thản, không còn ngại ngùng nữa. Thì cái không ngại ngùng đó chúng ta tạm gọi là chúng ta gọi là vô tạm. Dạ, hay là không biết ngại ngùng, không biết khổ thẹn, hay là sự trơ trẽn. Và nói hơi nặng hơn chúng ta, nó một sự trân tráo. Dạ, sự trân tráo gọi là vô tạm. Thì cái sự trơ trẽn này đó, nó trở thành một cái trạng thái mà nó khiến cho người ta dễ dàng để chấp nhận điều không nên chấp nhận, dễ dàng sống với điều xấu mà lẽ ra người ta nên ngại ngùng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ khác, đó là ở tại một vài quốc gia Phật giáo như Thái Lan á, thì người ta hay nói nhiều đến sự lễ độ. Người ta nói nhiều về cái tư cách của một nhà sư. Cái tư cách của một nhà sư đó là không có thái độ mà nóng nảy. Dạ, không thái độ nóng nảy. Thành ra ở các quốc gia Phật giáo đó, khi một nhà sư mà nói chuyện mà trong cái ngôn ngữ nó không có tự chủ nóng nảy đó, thì người ta cảm thấy xấu hổ. Dạ, cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà riêng trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam chúng ta thì có đôi lúc có cái tranh chấp mà những nhà sư không phải chỉ nóng nảy không, mà còn viết email, viết báo, mà có thể chửi với nhau, có thể dùng những lời rất là nặng nề. Nhưng mà những vị đó thấy chuyện đó bình thường, con người phải nóng nảy thôi, có gì đâu mà ngại ngùng. Thì cái mà thấy bình thường mà không biết khổ thẹn về việc đó, cái đó chúng ta gọi là vô tạp. Chúng ta gọi là vô tạm. Chúng tôi muốn nói như vậy là vô tạm không đơn giản là cái chuyện mà vô tri, không có biết khổ thẹn, mà vô tạm là nó mang ý nghĩa sự trân trọng. Chúng tôi tạm gọi đó là một cái trạng thái manh động chứ không phải thụ động. Và rồi
bốn cái chữ khác gọi là vô úy. Thuộc tánh thứ ba ở trong thuộc tánh bất thiện hành là vô úy. Chữ quý ở đây đó là chữ Q U Y dấu sắc, chữ Q U Y dấu sắc là quý. Thì thứ vị, nếu quý vị đọc vào trong bài học đó, phần mà về ngữ và nghĩa đó, thì chúng tôi có viết hai chữ quý ở trong chữ Hán. Cái chữ quý ở đây chúng tôi tạm thôi là quý tốt, chữ quý tốt tức là quý giá đó, là quý tốt. Ở trong tiếng Anh đó, người ta có dịch là intelligent fear, tức là sợ sợ một cách khôn ngoan, mà vô úy tức là không có được cái sự cẩn trọng một cách khôn ngoan. Và chữ vô úy ở đây nghĩa là liều mạng, liều lĩnh, bất chấp. Dạ, cái mà không biết sợ tại đây đó, nó không phải sự can đảm, mà sợ của cái gọi là chữ liều mạng. Ví dụ như ở trong bài học này chúng tôi có đề cập đến trường hợp là một cái người mà đua xe, có nhiều người đua xe motorcycle, xe gắn máy nó nguy hiểm lắm. Dạ, nó về hãy đó mà nó trượt bánh hay là lật thì chết. Nhưng mà có những người thích cảm giác lạ đó, thì họ thích cái đó. Cái thích cái đó đó được xem như là vô úy, gọi là chữ vô úy tìm trạng thái liều mạng, liều lĩnh. Cái chữ liều á, không biết đó, thì ở đây đó là trạng thái vô úy. Và thật ra trong kinh Phật có một cái chữ khác gọi là Aphaya. Aphaya chúng ta gọi là vô úy. Vô úy, úy là you, why, không có chữ khiêu phía trước vô ý. Vô ý tức là không có chất giác hay là sự can đảm, thì chữ quý nó viết khác. Dạ. Thì thưa quý vị, cái vô ý ở đây đó là điều đáng sợ mà không biết sợ. Dạ. Điều đáng sợ không biết sợ. Ví dụ như là mình nói lửa nó dễ gây ra cháy nhà. Thật ra khi mà mình sử dụng lửa, mình cẩn thận. Cái sự cẩn thận đó là có quý. Mà xài lửa mà không có cẩn thận, đó gọi là vô quý, là không biết sợ. Dạ, không biết sợ sự nguy hiểm. Thì cái không biết sợ này đó, nó là một cái nó là một trạng thái liều lĩnh. Mà liều lĩnh ở đây là một cái sự bất cẩn. Yeah, liều lĩnh sự bất cẩn. Chúng ta nên hiểu cái chữ quý là như vậy, vô quý. Và cái thuộc tánh sau cùng của nhóm thuộc tánh si phần đó là trạo cử. Yeah. Trạo cử ở đây tức là chúng tôi gọi là sự lăng xăng, giống như ta nói là nhốn nháo. Yeah. Lăng xăng hay nhốn nháo. Thì nhốn nháo được hiểu theo hai nghĩa. Một á, xăng nhốn nháo là do mình bị động. Ở đây nó không đơn giản chỉ là bị động, mà lăng xăng nhốn nháo ở đây là một cái tính nó đối ngược với sự điềm đạm. Con người hay lăng xăng. Dạ, quý vị thấy rằng có những người mà cái gì cũng lăng xăng được hết, họ không có khả năng, tức là họ không có sống một cái điềm đạm và luôn luôn lăng xăng và muốn nhốn nháo, muốn lăng xăng. Yeah. Chúng tôi có dùng một cái thí dụ tại đây là những người mà có mang cái đặc tính kỳ thị đó, họ mới nghe chuyện gì đó thì họ muốn nhao nhao lên, họ nhốn nháo lên để họ kết án. Dạ. Yeah. Họ nhốn nháo kết án, và việc đó nó xảy ra rất là nhiều cái bi kịch ở trong cuộc sống của chúng ta. Dạ. Yeah. Nên chúng ta gọi là trạo cử. Thì trong cái thí dụ, hai cái thí dụ ngày xưa đó, chữ trạo cử có nghĩa là cua mái chèo, tức là một cái hồ đang tĩnh lặng, đang yên lặng mà mình lấy cái mái chèo hay là cái dầm mà mình quậy xuống thì mặt nước nó lao sao. Nhưng mà trạo cử ở đây không phải là sự dao động của mặt nước. Trạo cử ở đây là lấy cái mái chèo làm cho mặt nước bị dao động.
hay là người ta dùng chữ phóng vật là ném và tung, phóng là ném, vật là tung. Ví dụ như cục đá chọi vào đống tro thì tro nó bay lên. Thì ở đây phóng vật không phải là cái tro nó bay lên, mà là cái sự ném vào làm cho tro bay lên. Thì cái, cả phóng vật và trạo cử đều mang ý nghĩa đó là làm cho tạo nên sự dao động, làm cho dao động. Giống như chúng tôi nói rằng đó là một cái sự lăng xăng, trạng thái lăng xăng. Nó không có ổn, nó không có an lòng, nó không có ổn định, nó không có điềm đạm, nó đối ngược lại với điềm đạm. Thì thứ vì ở đây chúng tôi cũng nói thêm về chữ trạo cử mà quý vị thấy trong phần ngữ và nghĩa đó. Thì chữ trạo cử là chữ mà Hòa Thượng Minh Châu thường dùng để dịch cho chữ Út Thách Giác trong lúc Ngài tịnh sự. Và nếu quý vị nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu nói chuyện thường thì Thượng Tọa hay dùng chữ phóng vật cho chữ Út Thách Giác. Nhưng mà chúng tôi có nói quý vị rằng cái chữ phóng vật đó ở trong cổ văn và kim văn nó hiểu khác nhau. Và ở trong cổ văn chữ phóng vật thì có nghĩa là dao động, nhưng mà trong kim văn thì chữ phóng vật là sự buông thả, sự giải đại. Và do vậy đó, Hòa Thượng Minh Châu khi Hòa Thượng dịch cái chữ appamada, và appamada là không phóng vật, appamada là phóng vật, cái chữ gọi là không dễ vui hay là chữ dễ vui, chữ giải đãi không giải đãi, thì cái chữ phóng vật mà Hòa Thượng Minh Châu xài đó thường chỉ cho sự giải đãi dễ ngươi. Và cái đó đó thì nó rất là khác với xa cái chữ trạo cử tại đây. Thành ra chúng tôi không có chọn chữ phóng vật bởi vì nó có hai nghĩa theo kim văn và cổ văn khác nhau và nó có thể tạo nên sự hiểu lầm. Do đó chúng tôi dịch chữ chúng tôi chọn cái chữ chữ trạo cử ở trong giáo trình này đó, nó cũng là một sự lựa chọn của Hòa Thượng Minh Châu. Dùng chữ trạo cử có nghĩa là cái trạng thái lăng xăng, không có an tịnh, chứ không phải là một sự giải đãi, không phải là một sự dễ vui hay là sự buông thả. Dạ, không phải như vậy. Thưa quý vị, chúng tôi cũng phải nói thêm trở lại ở trong cái chữ si, chữ si về phương diện mà ngữ nghĩa bên ngoài đó. Nhiều khi chữ si có nghĩa là đam mê, như một anh thanh niên trồng cây si đối với một cô gái, hay là chữ si nghĩa là say đắm. Cái chữ say đắm nó không có ý nghĩa chữ si ở đây. Say đắm theo trong thắng pháp đó, chữ say đắm thuộc về lô phá, tham, là một sự dính mắc, mà dính mắc đến nỗi mà mù quáng á. Nhưng mà cái chữ si đó đó, như ta nói trong cái si á, thì chữ si đó không phải, chữ si đó không có phải là si theo trong thắng pháp, mà đó là sự say đắm thuộc về tham. Và cái chữ si đôi khi thường thức chúng ta hiểu là cái sự vắng mặt của trí tuệ, như si khờ chẳng hạn. Một cái người sinh ra bị sự đần độn, chữ si ở đây không đơn thuần là sự đần độn. Ở trong si đó nó có cái ý nghĩa mê tối, nhưng mà chữ si đó nó có ý nghĩa manh động hơn là sự vắng mặt của trí tuệ. Mà si đó là cái gì làm cho tâm thức mê mờ. Cái mà vắng mặt trí tuệ nó khác với lòng tâm thức mê mờ. Chúng tôi lấy ví dụ là ở trong một cái nhóm người mà thiếu một người có trí tuệ là một chuyện khác, mà có một người dẫn dắt người khác sai lạc đó là một chuyện khác. Cái người dẫn dắt người khác sai lạc đó, dẫn dắt cho cả đám sai lạc đó, mang ý nghĩa khác với thiếu một người sáng suốt để dẫn đạo. Hai cái đó mình phải phân biệt với nhau. Thì si ở đây đó, nó là một cái gì làm cho tâm bị mờ ám, tâm không có thấy được sự bận, cái sáng suốt.
nó giống như là sương mù che cái tầm nhìn của chúng ta khi chúng ta đang lái xe, hay là quả mù nó làm cho chúng ta không thấy được sự việc, chứ nó không đơn giản là không có mắt hay là bị cận thị chẳng hạn. Bây giờ đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ về bốn cái thuộc tính, bốn cái thuộc tính gọi là bốn thuộc tính gọi là bất thiện biến hành. Bốn thuộc tính này quý vị đóng nhiều cái vai trò rất là đặc biệt khi mà chúng ta nói về về tâm lý học Phật giáo, hay chúng ta nói về phiền não. Chúng ta nên nhớ một điểm là theo trong Phật pháp thì không có một thứ phiền não, không có một tâm bất thiện nào mà không đi chung với bốn cái trạng thái si, vô tàm, vô úy và trào kỳ. Và do vậy khi mà mình hiểu điều này đó là lấy ví dụ như là chúng ta càng giữ giới, chúng ta càng tu về giới, thì cái gọi là tâm và quý chúng ta đã tăng càng mạnh. Khi mà chúng ta tu về định nhiều đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái gọi là trảo kỷ. Nhưng mà khi mà chúng ta tu về tuệ nhiều thì chúng ta sẽ đối trị cái gọi là si. Thật ra cái đặc tính mà nói về thiện và bất thiện, nói về cái gọi là đạo đức ở trong Phật pháp đó, thì thưa quý vị, mà nói cách đối lập thì bốn cái trạng thái si, vô tàm, vô úy và trảo kỷ này nó ảnh hưởng chúng ta một cách sâu sắc, rất là sâu sắc. Một người mà có tu hay có văn hóa đó, là một người sống có cái nguyên tắc là cái gì đáng thẹn và gì không đáng thẹn, cái gì đáng sợ và gì không đáng sợ. Và khi có tàm có quý thì người có thể xây dựng được giới. Và một người có tu thì hiểu cái giá trị của sự điềm đạm, cái giá trị của an định. Trong lúc đó cái người không có tu thì xem thường cái giá trị đó. Họ sống với trạo cử thường. Và tuệ ở đây là khả năng suy xét, thấu suốt, sáng suốt về nhân, về quả, về vấn đề, về hệ quả của vấn đề, mà trong kinh gọi là chánh kiến, hay là thấy được vấn đề, thấy được nguyên nhân vấn đề, thấy được giải pháp và con đường dẫn đến giải pháp, thì cái đó gọi là tuệ. Thì nó đối lập với si. Chúng ta sẽ bàn sâu vào điểm đó khi chúng ta học qua thuộc tánh tịnh hảo. Bây giờ thì chúng tôi kết thúc phần nói chuyện ngày hôm nay về bốn cái thuộc tánh bất thiện. Và bây giờ để kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu. Nếu Thượng Tọa ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được thì xin Thượng Tọa hoan hỷ giảng cho phần tiếp theo của chương trình Thắng Pháp hôm nay. Và không biết Thượng Tọa Từ Siêu có nghe được không? Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Từ Siêu có nghe được không? Dạ thấy Thượng Tọa đưa tay rồi. Dạ, kính cung thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu. Đức Bồ Tát thầy chứ. Trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa Nhất Tâm soạn cái câu thảo luận, chúng tôi xin chia sẻ một vài điều trong cái bài học hôm nay. Đối với bốn si phần, bốn tâm sở si phần hay là tâm sở bất thiện biến hành,
di vô tạng quý và trọng vững. Ở đây khi mà chúng ta học về thắng pháp thì bốn cái thuộc tính này nó là một cái tố chất để tạo ra cái tâm bất thiện. Không có thứ tâm bất thiện nào mà không có bốn cái thuộc tính này. Thứ nhất là tâm bất thiện, đoạn đoạn thế tâm u ám. Tối tâm. U ám cái gì? Tối tâm cái gì? Ở đây thưa quý vị, khi mà tâm tham sinh khởi, nó có cái thuộc tâm si ở trong đó. Vì nó không nhận thức được pháp là vô thường, không nhận thức được cái tính vô thường của vạn pháp, cho nên nó khởi lên cái lòng tham đắm. Cũng như tâm sân sinh khởi thì có cái thuộc tính si nó phối hợp, là bởi vì khi mà tâm sân nó sinh khởi thì không có sự khôn khéo, tâm sân sinh khởi nó cuồng loạn, không có tự chủ được, có khi đánh đập người khác, mắng chửi người khác, giết chết người khác. Còn tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật, hai tâm si này thì nó không có cái thuộc tính tham hay sân, nó chỉ có cái thuộc tính si mà thôi. Bởi vì hoài nghi tức là chúng biết chiếc cái cha đó là cái sự quan mang, cái sự ngờ vực, không biết tin. Cái điều đáng tin. Còn siêu vốn chật á, hay gọi là trào cử. Nhưng mà đã xài quen cái chữ ô tha chát và thư sầm dư tá, và thư sầm dư tá thì xài cái chữ siêu vốn chật, chứ không ai nói siêu vốn ghi siêu trào cử. Ít nói siêu vốn ghi siêu vốn chật quen. Cho nên cái chữ phóng dật ở đây khi đại thường tôi đã đặng có nêu lên thì chúng ta hiểu sao cũng được. Nhưng mà chúng ta cần phải biết đó là một cái thuộc tính, nó làm cho tâm pháp đồng sanh, nó lao trào tán loạn. Cho nên hoài nghi hay là phúc giật, dù mặc dù không có căn tham căn sân, nhưng mà nó cũng có căn si một căn. Rồi nói về cái vô tạng vô úy thì khi nãy chúng ta có nghe
nhắc đến. Ở đây chúng ta phải hiểu hai cách. Một là tà quý, hiểu theo cái pháp chân đế thì khi nó phối hợp với tâm bất thiện thì nó mang cái tính chất là nó mở ngõ cho cái pháp bất thiện, cho phiền não nó sanh lên, nó tương ưng. Mặc dù chúng ta định nghĩa tàm tức là cái sự hổ thẹn tội lỗi, còn quý được định nghĩa là một sự ghê sợ tội lỗi. Nhưng mà ở trong sát na tâm thiện, ở sát na tâm bất thiện khi mà sinh khởi đó, nó có thuộc tánh tạm quý. Hai thuộc tánh này nó đồng sanh với nhau thì làm cho chúng ta khó hiểu, không biết. Ngay trong lúc đó sao gọi là không hổ thẹn tội lỗi, không gây sợ tội lỗi? Thưa quý vị, định nghĩa thì định nghĩa như vậy, nhưng mà khi giải thích theo cái thuộc tánh thì chúng ta phải hiểu rằng là cái đặc tính của pháp bất thiện là nó từ bỏ những cái thiện pháp và nó chấp nhận những ác pháp, bệnh không có mắc cỡ, không có thẹn quý, thì nó chấp nhận ác bất thiện pháp, nó không có sự ghê sợ. Và vô tà quý ở trong tâm bất thiện quý hành thì chúng ta phải hiểu là một trạng thái bất thiện bỏ ngỏ để cho cái tâm bất thiện hay là phiền não nó sanh khởi. Chứ không phải là có lòng tạm trước rồi có lòng quý sau. Chỉ khi nào mà hai pháp này được đeo ra, được bóc ra để giải thích riêng thì chúng ta sẽ thấy cái đặc tính của tạm quý nó có cái sự khác nhau. Nhưng mà khi nó phối hợp chung ở trong một cái sát la tâm bất thiện thì hễ cái tính chất vô tạm có mặt thì kéo theo đó là tính chất vô quý. Bởi vì hai tâm sở này
nó thuộc về bất định, nhưng mà nó thuộc về cố định. Và đi chung, còn khi mà chúng ta nói đến cái pháp bất thiện ở trong kinh tạng, thì cái là vô tàng quý, ít có trường hợp mà nó không có trường hợp nào mà vô tàng quý lại tách rời ra được, không có trường hợp nào. Nghĩa là anh đi chung với nhau, sau này chúng ta sẽ học đến cái tàm quý, thì lúc đó chúng ta sẽ so sánh, nó đối chiếu, chúng ta sẽ so sánh đối chiếu giữa hai trạng thái, thì chúng ta sẽ rõ biết. Bây giờ đã thấy có câu luận số 1 mà Thượng Tọa Giả Đẳng vừa nêu, xin kính cung thỉnh Thượng Tọa trở lại. Để thỉnh Thượng Tọa Thượng Sư trả lời câu thú lâm đục. Nhưng mà chú tôi nhắc quý Phật tử là Đức Đạo Tự Siêu nói đó, thì quý vị nên nhớ một điều rằng ở đây chúng ta có nói về cái vĩ mô và cái quy mô. Chúng ta luôn luôn nói về thắng pháp và chúng ta phải nhớ là chúng ta đang nói về vĩ mô. Như chúng tôi có nói rằng một cái hạt vi trần ở trong đó có cả bốn đại đất nước lửa gió, đó là cái nói vĩ mô. Nhưng mà khi nói quy mô á, thì nước là nước, lửa là lửa, gió là gió. Nhưng mà trong cái đó vĩ mô thì đất nước lửa gió đều có mặt ở trong một hạt bụi hay trong một cái ngọn lửa, đều có cả bốn. Chúng ta phải đặc biệt nghe nói như vậy. Bây giờ thì cũng là một câu hỏi về vĩ mô. Câu hỏi này xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ giải rõ đó. Đó là ở trong kinh đạn khi mà chúng ta nói đến tàm và quý thì chúng ta thường đi với cái quan niệm như là phân biệt thiện ác hay là vì luân lý về đạo đức, ví dụ như hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Bây giờ chúng ta nói về vô tàm vô quý là không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ tội lỗi, thì khi mà chúng ta nói đến hổ thẹn và không hổ thẹn, nói đến ghê sợ và không ghê sợ đó, thì nó chúng ta nói đến cái gì liên quan đến luân lý đạo đức. Bây giờ có những nền văn hóa hay có những loại chúng sinh có phiền não như là sự một con kỳ đà nổi giận chẳng hạn, những con thằng lằn nó cắn xé nhau, hay con cá thi cắn xé với nhau, nó sẽ làm bằng tâm sân đó. Nhưng mà làm sao trong cái tâm sân đó mà mình nói là vô tàm búi, thì xin thỉnh Thượng Tọa Đại Sư trở lại giảng rõ về cái vĩ mô đó, chúng ta giải thích như thế nào. Kính thỉnh cung thỉnh Thượng Tọa. Kính bạch trên tâm thức, kính thưa quý vị, tàm quý, vô tàm quý trong kinh tạng nhắc đến liên quan đến cái nhìn về cái luân lý đạo đức. Có người sống có liêm sĩ, biết thẹn với lương tâm, thì cái đó là tà. Mà người sống vô liêm sĩ, làm cái việc xấu mà không có thẹn với lương tâm, cái đó là vô tạm.
tức là cái sự khó chịu đối với tội lỗi. Còn vô ý là không khó chịu, không khó chịu. Trước những cái tội lỗi, tầm quý là hai pháp được xem như là số có thâm bát là pháp trắng hay là thiện pháp. Còn phú quý là pháp đen. Chúng ta nói như vậy theo kinh tạng là chúng ta nói một cái quy mô. Còn vĩ mô là chúng ta phải hiểu một cách khác. Tầm quý hay vô tầm quý thì cái thuộc tính nó là cô động, cô động hơn là cách mà chúng ta nói bình thường. Ở đây trạng thái tâm tịnh hảo mà nó có được tàm quý, không phải là lúc nào cũng xảy ra. Một cái trạng thái tàm quý, cho nên khi mà chúng ta nói đến theo cái pháp thực tính, cái pháp chân đế, thì tầm quý là một cặp vô tầm quý cũng là một cặp tầm quý. Đối theo cái pháp vĩ mô của tâm pháp thì nó cũng giống, cũng ví dụ như là cái chất miễn nhiễm trong cơ thể. Khi mà có hai cái thuộc tính tàm quý nó phối hợp trong tâm thì tâm đó bất thiện pháp không có xâm nhập được, nghĩa là phiền não không có sắp chết, không có xâm nhập được vào cái sắc na tâm được. Còn vô tạm quý giống như là một cái chất độc khi mà độc tố phát tán trong cơ thể thì một cái cơ thể thiếu cái chất đề kháng thì nó sẽ bị nhiễm độc mà chết. Cho nên ở đây khi nào mà chúng ta muốn nói riêng trong cái ý nghĩa vô tạm là gì, vô quý là gì, người tu tập cần phải có tạm quý như thế nào, còn khi mà chúng ta nói về cái đặc tính của tạm quý, vô tạm quý thì chúng ta nên hiểu rằng là bất thiện pháp nó thực hiện những cái điều xấu, và nếu như
sanh khởi. Mình nó có vô tàu vô quý thì nó làm cho cái tâm bất thiện đó hăng hái làm các cái việc ác, nói lời ác, suy nghĩ ác. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Bây giờ xin được cung kính thượng tọa giáo đoàn trở lại. Sa thủ kính trình kính trường thượng tọa tuệ sư, để thỉnh thượng tọa tuệ sư đi nghỉ. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có và thượng tọa Pháp Tân không có mặt ở trước máy rồi. Có lẽ thỉnh thượng tọa tuệ sư quan nghỉ trả lời một câu nữa rồi thượng tọa đi nghỉ, sau đó thì sư đệ sẽ lo phần còn lại. Và thượng tọa tuệ sư, khi mà chúng ta học vào thắng pháp á, thì chúng ta thấy rằng thể mình có tu tập thì những đức tánh như là trí tuệ hay là tàm hay là quý hay là đềm nết thì nó được quân tu để được sanh khởi. Nhưng mà nếu mình không tu tập gì hết thì si vô tàm vô quý trạm cử luôn luôn nó sanh khởi. Đó là cái mà cái nhìn chúng ta qua thắng pháp. Nhưng mà ở trong quan niệm người Trung Hoa hay là một vài quan niệm Nho giáo là nói rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện, là con người mà ở trong cái buổi đầu tiên, ở trong cái tuổi hồn nhiên á, thì là cái bản chất là hiền thiện, thì cái con nhân chi sơ tánh bổn thiện đó có được đồng thuận theo cái hiểu của Phật pháp của người học Phật không? Xin kính thỉnh thượng tọa khoan nghỉ. Trở lại. Và kính thưa quý vị, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có một đoạn mà Đức Thế Tôn Ngài nói về cái vấn đề này. Tức là tâm thoạt đầu nó trong sáng, nó trong sạch, nhưng mà vì nó bị ô nhiễm bởi ác bởi biện pháp, bị phiền não, cho nên nó trở thành cố quế. Thì ở đây một cái câu nói tương tự, nhưng mà nó không có giống như cái câu nhân chi sơ tánh bổn thiện của đạo Khổng. Vì Đức Phật Ngài muốn nói đến cái tâm này, nó chỉ thuần túy là do 13 tâm sở tự tha tương ưng, đủ để gọi là tâm sanh. Xin lỗi quý vị, chúng tôi giảng đến đâu? Chúng tôi
chúng tôi muốn nói đến cái chỗ đối với đạo Do thì nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là người mà lúc còn sơ sinh lúc đầu thì nó còn thiện, vì nó ăn chưa no, lo chưa tới, chưa biết gì hết, chưa có sự suy nghĩ gì hết, chưa có hành động gì hết. Cho nên lúc bắt đầu cũng vậy, nhưng mà khi nó bắt đầu nó lớn lên, nó biết suy nghĩ rồi thì lúc bây giờ phiền não sinh khởi, nó mới làm cho con người bị nhiễm cái độc tố. Thì họ nói là nói chỉ cho con người trong cái thuở đầu còn thơ ấu, thì họ cho rằng là tánh vốn lành, nhưng mà khi lớn lên rồi bị chi phối ngoại cảnh, chi phối phiền não bị vậy. Thì chúng ta hồi nhỏ khi mà chúng tôi bị tự tội với đắng học cái câu này, thì chúng tôi cũng chỉ có ý thức cách đại khái vậy thôi. Nhưng mà khi lớn lên đi học, đi xuất gia học đạo Phật pháp, thì chúng tôi thấy mấy câu đó nó vẫn bây giờ mình biết được là nó vẫn sai như thường. Là bởi vì hồi khi mà nhỏ mới sinh ra đó, thưa quý vị, vừa lọt lòng mẹ là đã khóc. Tất nhiên khóc là một trạng thái sinh tâm thọ ưu. Rồi những khi mà nó đói, bé sơ sinh mà nó đói khát sữa mẹ, thì lúc bây giờ nó cũng khóc. Và đến khi mà nó được một cái bánh hay một cái kẹo, thì lúc đó nó khởi lên cái tâm thích thú say đắm, thì nó cũng có cái thù tất tâm bất thiện chứ làm sao mà nhân chi sơ tánh bất thiện được. Ở đây, ở trong Phật pháp đó, thì khi mà Đức Phật dạy cái điều trên, cái điều mà chúng ta nói khi nãy, thì cái tâm bất thiện nó có mặt ở từ khi mình nhỏ cho đến khi mình bắt đầu lớn lên,
rồi trưởng thành đến già, khi nào mà có tâm bất thiện là có bốn cái thuộc tánh này chứ, chứ không thể nào mà nói hồi nhỏ chúng ta không có, bây giờ tới lớn mới có. Và thưa quý vị, chúng ta cũng không thể mà chúng ta nói là nó sanh khởi tự nhiên với chúng sanh không có tu tập. Thực ra thì với chúng sanh có tu tập thì bốn si phần này nó cũng khởi lên, bởi vì nó là bất thiện với hành mà. Mặc dù bốn cái tâm sở hành quẩn này, hành nếu một người mà có tu tập đi nữa nhưng còn phàm phu thì khởi lên cái tâm bất thiện, và tâm bất thiện thì vốn mới sanh khởi cái tự nhiên. Chúng tôi xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đạo trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trường Thượng Tọa Thầy Siêu. Để cho Thượng Tọa đi nghỉ và thưa quý vị, nhân câu trả lời của Thượng Tọa Thầy Siêu đó, chúng tôi muốn nói thêm một điều, đó là trong Phật giáo thì có hai cái cách nói mà rất là phổ thông phương Tây. Theo bên Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy, thì Phật giáo Nguyên Thủy đó thì mô tả về sự tu tập giống như là một cái con người chúng ta giống như một mảnh đất. Nếu mà mình tu có nghĩa là mình dọn sạch sẽ rồi mình trồng cây lành trái ngọt lên. Còn nếu chúng ta không có trồng trọt, chúng ta không có dọn sạch đó, thì miếng đất chúng ta gọi là miếng đất hoang. Và đất hoang á, thì tự nhiên cây hoang cỏ dại nó mọc. Đó là cái nhìn của Phật giáo Nguyên Thủy. Còn Phật giáo Đại Thừa đó, Phật giáo Đại Thừa có rất là phổ thông ở Tây Phương thì thường nói đến một cái sự trở về cái tự tánh thanh tịnh, và trở lại tự tánh gọi là cái Bodhicitta hay là cái Buddha Nature. Và Buddha Nature, Bodhicitta thì trở về một cái bản tâm vốn có sẵn. Hai điều đó là hai cái khuynh hướng rất là thịnh hành hiện nay. Bây giờ thì chúng ta bước qua cái câu thảo luận số 3. Và câu này để thỉnh Siêu Nguyên Thông. Không biết Siêu Nguyên Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Siêu Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Siêu Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ. Dạ. Siêu Nguyên Thông, khi bị chúng ta vào thắng pháp thì cái thuộc tánh si, mô há có mặt ở trong tất cả các tâm bất thiện. Thì như vậy, theo Siêu Nguyên Thông nghĩ rằng
những người mà thường xuyên sống với tham sân si á, sống càng lâu ngày càng nặng về tham sân si thì càng u mê, có phải vậy không? Theo ý kiến của Sư Nguyên Thông, kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con tuân lệnh Sư Phụ. Có ý kiến cho câu thảo luận số 3 hỏi rằng thuộc tánh si có mặt trong tất cả các tâm bất thiện, vậy phải chăng những người thường sống với tâm bất thiện thì có khuynh hướng làm lạc? Kính thưa Sư Phụ, cái câu hỏi của Sư Phụ đó là một cái chân lý. Thưa Sư Phụ, con học là thế này: tất cả những gì mà chúng ta làm thường ngày thì nó trở thành cái thói quen, tiếng Tây gọi là habit, là habitude tiếng Pháp. Nhưng mà nếu cái thói quen đó mà chúng ta lặp đi lặp lại hoài thì nó trở thành cái tánh của chúng ta, là sẽ nó gắn liền ở trong đó. Là bởi vì cái đó nó ăn sâu vào cái tâm não tâm thức của chúng ta, bởi vì chúng ta làm đi hàng ngày. Là vì cho nên khi mà con đọc cái câu hỏi số 3 của Sư Phụ thì con thấy nói thế này: thuộc tánh si có mặt trong tất cả tâm bất thiện, phải chăng người thường sống với tâm bất thiện thì có khuynh hướng là u mê lầm lạc? Người mà thường sống với tâm bất thiện thì làm sao mà có cái tâm thiện được? Cho nên những người đó thì không có cái tâm vô tham vô sân vô si, mà cái người đó luôn luôn có tâm tham tâm sân tâm si. Là thứ nhất là người đó không có học, vì không có học xong thấy cái chân lý tuyệt đối mà Thế Tôn đã giảng dạy. Và cái tâm tánh của con người á, là thí dụ là tại sao chúng ta sanh ở trần gian này, thì trong cái triết lý mà chúng ta học á, là do từ cái khởi thủy. Giờ khởi thủy là chúng ta vô ý có cái tâm tham sân si nào đó, và vì cái vô ý đó thì chúng ta hành động cho tham sân si, và vì cái tâm đó cho nên chúng ta rọt trong trần gian này. Cho nên cái thân thể, cái thân xác của tất cả chúng ta ở đây á, là kết quả của cái sự tham sân si từ nguyên thủy, mà cái nguyên thủy đó là tỷ 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 kiếp đó. Và về nhờ là chúng ta có cái may mắn là được nối tiếp được cái giáo pháp của Thế Tôn. Giáo pháp của Thế Tôn là giáo pháp của chư Phật từ xưa đến nay. Từ xưa thì những chư Phật hồi trước họ cũng thấy được giáo pháp mà Thế Tôn đã thấy. Và chư Phật ba đời, chư Phật hồi xưa và giáo pháp của Thế Tôn và chư Phật sau này cũng chỉ nói một cái ngôn ngữ đó mà thôi. Vì vậy cho nên những người như Sư Phụ vừa nói là thuộc tánh si có mặt trong tất cả các tâm bất thiện, vậy phải chăng những người thường sống với tâm bất thiện thì có khuynh hướng u mê lầm lạc? Cái đó là chắc chắn. Là vì vậy chúng ta phải là tu tập và phải thực tập, là khi mà khởi tâm qua cái thân hành khẩu hành và ý hành phải là tâm vô tham vô sân vô si, và đó là cái ba cái tâm giải thoát môn mà chúng ta là đã học được Thế Tôn truyền dạy cho chúng ta. Cho nếu chúng ta không tu tập mà muốn tập được cái tâm vô tham vô sân vô si đó, thì chúng ta nhất thiết là phải tu hai cái pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là pháp hành, đó là Samatha và Vipassana. Samatha là thiền chỉ hay thiền định, để chúng ta tập trung tư tưởng. Mà khi chúng ta tập trung tư tưởng có định rồi thì cái khả năng định đó có khả năng lấn ướt, là đàn áp được tất cả những kilesa, những cái si mê lầm lỗi của chúng ta. Và chúng ta học thêm cái Vipassana để thấy rằng cái gọi là cái thân thể của ta chẳng phải là của ta. Bởi vì nếu nó của ta, như con bây giờ 81 tuổi, con muốn con trẻ đẹp như hồi 15, 17, 20, 30 tuổi, thì con muốn cái thân con như vậy, mà nó đâu có nghe lời của ta. Mà nó không nghe lời của con thì nó đâu phải là của con. Ngay cả cái tánh, cái lời nói, tâm tư của con thì cũng có khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét. Chỉ chắc cái đó nó không có theo cái sự của con, cho nên nó không phải thuộc của con. Vì vậy cho nên nếu ta học được cái Samatha và Vipassana, mà chúng ta hiểu cái thâm ý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy như vậy, thì mà con được có học một cái câu mà Thế Tôn mới nói rằng cái cúng dường Thế Tôn một cách cao thượng nhất là không phải đem euro hay đem là đô la hay đem chuối đem cam dân cúng Ngài, mà Ngài nói là cái cúng dường Ngài cao thượng nhất là làm theo lời Ngài dạy. Mà cái câu nói mà đầy từ bi
mà chúng ta phải thấy, phải hiểu được là cái lòng từ bi của Thế Tôn. Vì vậy cho nên cái thuộc tánh si nó có mặt trong tất cả cái tâm bất thiện. Thì phải chăng người thường sống với tâm bất thiện thì có khuynh hướng mê lạc, mê lầm, mê si lầm lạc? Thì cái câu hỏi này là một chân lý tuyệt đối, mà cũng là toàn bộ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm trong cái câu hỏi này. Vì sao? Vì nhờ cái câu hỏi này mà chúng ta phải luôn luôn khi khởi tâm để làm, để nói, để tư duy thì phải là tâm vô tham, vô sân, vô si, để mà chúng ta không có u mê lầm lạc. Kính thưa sư phụ, đó là những cái tư duy của con đối với cái câu hỏi này. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói không đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Xin chân xin minh thông. Nhưng hôm nay chúng ta đang bàn về bốn cái thuộc tính bất thiện này đó. Muốn hỏi xin minh thông thêm một câu nữa về cái tâm lý. Dạ kính thưa sư phụ, con tuân lệnh sư phụ trả lời thêm cái câu hỏi. Câu trắc nghiệm số 1 là người lanh lẹ thường dao động trạo cử. Như vậy để sống an định thì có nên sống chậm lại? Kính thưa sư phụ là nếu mà nói là người dao động thường hay dao động thì hay trạo cử thì nó cũng có thể như vậy, nhưng mà nếu một người mà có cái định tâm mà đã thường ngồi thiền samatha và vipassana thì trong cái lanh lẹ của người đó, người ta cũng chừng mực, cũng có trong cùng cái chừng mực. Cho nên tất cả chúng ta tu hành ở đây là chúng ta luôn luôn phải sống trong có cái gọi là mindfulness, tức là luôn luôn ở có cái chánh định. Mà khi mà có chánh định thì tất cả những pháp mà sanh khởi trong tâm của chúng ta thì chúng ta biết. Cho nên Đức Phật thường thường có dạy một câu là một người sống 100 năm mà không thấy một pháp sanh và diệt trong tâm của họ thì không bằng một người chỉ sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt. Vì vậy cho người mà đã có cái samatha và vipassana thì bất kỳ một cái pháp khởi sanh trong tâm họ thì họ biết ngay, là bởi vì luôn luôn là họ sống trong giây phút hiện tại. Mà theo cái bà Ajahn Na Ép, bà ta nói rằng một người mà sống trong giây phút hiện tại là không có lầm lạc, là bởi vì sống trong giây phút hiện tại là mindfulness. Mà mindfulness là biết tất cả những pháp bất thiện hay thiện đang khởi trên trong tâm của chúng ta. Mà nếu chúng ta là cái người tu hành mà một khi một cái pháp bất thiện nổi lên trong tâm của chúng ta đó, thì người ta nói rằng trong tâm của chúng ta có một pháp bất thiện, mà cái pháp bất thiện này còn để trong chúng ta đó, thì khi sanh thân hoại mạng chung, chúng ta đi vào địa ngục. Thì khi mà nói lên một câu nói đó thì cái pháp bất thiện nó biến mất. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta, con nghĩ rằng phải nên thường xuyên tu hành samatha và vipassana. Nếu có thể là hàng ngày, mỗi ngày 2 lần ngồi thiền và quán tuệ quán vipassana. Vì như vậy thì tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó sẽ thường trụ trong tâm của chúng ta và không bao giờ quên lãng. Và do đó một cái pháp bất thiện nổi lên chúng ta biết liền, mà chúng ta biết thì chúng ta đã giải quyết nó ngay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là cái câu nói trắc nghiệm.
mà con có góp ý như vậy, con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói không được đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Xin kính sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với cái với bài học ngày hôm nay sau hai câu trả lời của sư Nguyên Thông. Như ban đầu chúng tôi có nói rằng bốn cái thuộc tính si vô tàm vô quý khống nhận được xếp vào trong cái nhóm gọi là si phần. Si phần tức cái nhóm làm cho cái tâm trở nên mùi lượng, trở nên u mê. Thì bốn cái thuộc tính này nó không có đơn giản là sự vắng mặt của trí tuệ, mà thay vào đó là những cái trạng thái mà nó che mờ chúng ta. Che mờ khiến cho tâm trí không có sắc sảo, không có nhạy bén đối với thực tính của các pháp. Chúng ta lấy một cái ví dụ như vậy là một người lính gác. Chúng tôi không biết là quý Phật tử có bao giờ mà biết đến một sự việc là ngày xưa đó, khi chúng tôi còn nhỏ đó, thì có vài năm chúng tôi sống ở trong cái trại lính, tại vì thân phụ chúng tôi đi lính. Trại đó gọi là trại gia binh nhưng mà cũng là trại lính luôn, tức là gia đình của binh sĩ ở trong đó rồi quân đội cũng ở trong đó. Thì ở trong trại lính đó, luôn luôn có một cái nguy hiểm mà chờ đợi, đó là bị chụp bót hay là bị đánh đồn. Đánh đồn hay chụp bót tức là quân địch ở bên ngoài tìm cách tấn công vào, tấn công một cách là nội tuyến, tấn công một cách đánh đồ ồ ạt, là phá các công sự, các cái bờ thành chẳng hạn, rồi tràn ngập vào. Và thân phụ chúng tôi đi một cái binh chủng gọi là địa phương quân, thì cái binh chủng này thường hay đặt cái đồn bót ở những cái trục giao thông hay là những cái địa thế hiểm nghèo. Vì vậy một cái điều mà đương của quân đội đó là dù cho ngày hay đêm, xuân hạ thu đông gì thì luôn luôn có những người lính gác. Luôn luôn có những người gác, và những người lính gác thì họ thường ở lô cốt gác cũng như ngày hay đêm. Khi nhỏ đó thì thật ra thân phụ chúng tôi cũng có được giao cho cái phần sự đi gác buổi tối. Và khi thân phụ đi gác thì thân mẫu chúng tôi có sai chúng tôi mang cà phê ra và cho thân phụ chúng tôi uống. Và lúc mà thân phụ gác thì chúng tôi cũng leo lên phòng gác để ngó ra bên ngoài, và rất là thích buổi tối được, giống như được đi chơi vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, cái người đánh gác đó, họ là con mắt của tất cả mọi người, đó là sự canh chừng cho tất cả mọi người. Cứ tưởng tượng một cái đồn bót
mà không có lính gác thì thưa quý vị dễ chết lắm. Dạ, ở trong thời kỳ chiến tranh đó, mà trong đồn bót mà không lính gác này là chết như chơi, tức là giặc hồi nào mình cũng vào cũng không biết. Tại cái người đứng canh gác đó, là thứ nhất đó, là phải bén nhạy với những gì đang xảy ra. Ngoài cái sự bén nhạy thì người này không thể ngủ gà ngủ gật, mê ngủ được, không thể lơ đễnh được, và không thể đánh mất cái sự chú ý của mình ở bên ngoài. Canh gác đó là một điều cần thiết, nhưng mà canh gác đó nó lại là một cái việc mà khiến cho chúng ta tránh được những cái nguy hiểm. Dạ. Thông thường những lúc mà rất nhiều lần trong thời gian mấy năm mà chúng tôi ở trại gia binh đó, thì rất nhiều lần là đồn bót bị tấn công, và khi bị tấn công như vậy đó là chính những người lính gác là những người phát hiện đầu tiên và mới báo động cho tất cả mọi người. Và khi nghe báo động như vậy, lính mới vào trong các cái chỗ phòng ngự để gìn giữ đồn bót không bị tấn công. Thì khi một khi những người lính gác vì lý do gì đó mà bất cẩn thì rất là nguy hiểm lắm. Thì thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, mà sở dĩ chúng ta có thể lái xe đi từ điểm A đến điểm B một cách an toàn, sở dĩ mà chúng ta tương đối là có một cái sự bình an, là do có cái ý thức tỉnh táo về những sự việc xảy ra xung quanh mình, không có lơ đễnh, không có xem thường, không có bất chấp, không có sao động. Dạ. Chúng tôi lấy ví dụ như là một người lính gác mà bị si, tâm của chúng ta mà bị thuộc tánh si, giống như người bị lính gác mà lúc đang gác sương mù đâu có thấy xa được, và như vậy giặc có thể lợi dụng lúc sương mù để đột nhập vào. Hay là người lính gác khinh địch, coi thường cả địch, thì giống như là vô ý. Người lính gác không có thấy được cái việc bất cẩn của mình đó là một chuyện đáng trách đó, thì giống như vô tâm. Và một cái người lính gác mà lăng xăng, không có một cái tính điềm đạm để mà quan sát, không có điềm tĩnh trong sự quan sát, thì cái sự không điềm tĩnh ví dụ giống như là trao cử. Thì như vậy một cái người lính mà đứng canh gác ở phòng gác ở lô cốt thì người đó đòi hỏi một cái khả năng bén nhạy, và sự bén nhạy đó nó đi với sự cẩn trọng, nó đi với một cái thái độ có trách nhiệm, đi với một cái sự điềm tĩnh để mà nhận rõ vấn đề. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng một khi mà có bất thiện sanh khởi thì có si, có vô tàm, vô ý và trào cử. Và Đức Phật Ngài cũng dạy rằng một khi mà chúng ta sống buông tay phó mặc cho phiền não đó, thì thưa quý vị, lúc đó tuy rằng sống nhưng mà giống chết rồi vậy đó. rất là đơn giản, là nó dễ bị tấn công, và rất dễ bị tấn công. Chúng tôi có một cái kinh nghiệm cũng rất là quý báu ở trong cuộc sống, là khi chúng tôi đi vượt biên, thưa quý vị, thì trên chiếc tàu chúng tôi chỉ có 23 người thôi, chiếc tàu nhỏ 23 người, và có anh tài công, anh lái tàu, anh Tịnh Tùng. Thì bởi vì trống, thành ra chúng tôi từ ở dưới hay lên trên ngồi nói chuyện, và anh cũng thích nói chuyện. Một phần là mỗi người thì mệt, còn chúng tôi thì lại quen đi xe, thành ra chúng tôi không bị ói. Và anh tài công lấy tới tàu mình cũng buồn. Thì anh tài công đó, anh có kể cho chúng tôi nghe một cái một điều mà chúng tôi nhớ hoài,
anh nói rằng khi mình lấy tàu á, là không phải mình chỉ cầm cái tay lái cho chắc rồi nó đi đến nơi đến chốn, không phải vậy. Tại vì ngay cả khi mà mình cầm tay lái đó vẫn á, thì hai thứ mà nó vẫn làm cho mình lệch hướng đó là gió và sóng. Gió tức là độ gió thổi đó, nó sẽ làm lệch đi cái hướng tàu, lệch nhỏ thôi, mà càng đi nó càng, cái lệch nhỏ đó nó càng lệch lên. Và cái giờ quý vị còn nghe không? Dạ. Giờ quý vị có nghe lại được không? Dạ vâng. Thì thưa quý vị, chúng tôi nói là chung quanh là trùng trùng sóng nước, không có bến bờ, thì làm sao mà định hướng được? Thì người tài công đó, vừa lái tàu mà phải luôn luôn coi hải bàn. Hải bàn tức là lá bàn đi biển. Và cái hải bàn rất là quan trọng. Nếu mà mình đi lên biển mà mình không coi cho hải bàn và không định vị được bản đồ đó, thì có thể mình lấy lạc hướng mà không biết. Thí dụ như tàu từ Việt Nam mà mình muốn lấy về hướng Mã Lai mà nó không đi Mã Lai, mà đi về Thái Lan, thì đó là cái chuyện mà chúng ta bị trôi dạt. Thì để luôn luôn mà một người lái tàu mà có thể giữ đúng phương vị, đi đúng hướng, thì người đó không thể lơ là được, không thể xem thường. Cái không thể xem thường đó, cái đó chúng ta gọi là quý. Nhưng mà cái trạng thái xem thường là vô ý. Vô ý tức là không biết sợ, mà là liều lĩnh. Và nó có một cái này mà khi mà mình không tu tập thì mình không thấy nó có vấn đề, nhưng mà đến khi mình tu tập thấy có vấn đề, là trạo cử, là cái tâm mình đó, là cái tâm dao động. Chúng tôi nhớ khi mà vào trong trường thiền á, thì các vị thiền sư hay nói một điều rằng đời sống hàng ngày mình không có tu tập định và khu tục niệm đó, thì đời sống mình nó lung tung lắm, buông cái này bắt cái kia, và mình thấy chuyện nó bình thường. Ví dụ buổi sáng thức dậy rồi mình rửa mặt, nghe tin tức, rồi mình nấu ăn điểm tâm, rồi làm về những kia, không có gì. Nhưng mà đối với một người tu tập thì càng bớt đi những cái lăng xăng, càng lắng động, càng tập chú, thì chánh niệm nó càng rõ, và cái định của chúng ta nó càng sâu. Không có định và niệm thì thật ra rất là khó. Và quý vị qua nghỉ chờ chúng tôi một chút. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta nên hiểu rằng những cái trạng thái được nêu ra ở tại đây, tức là những cái thuộc tánh đó, si vô tàm vô quý phóng trạo cử đó, nó không đơn giản,
là những cái trạng thái phiền não nó mới tính mà chúng ta gọi là ác xấu bình thường. Dạ. Mà nó lại là một cái cơ sở mà nó khiến cho tâm không được định, không được tỉnh. Và không được định, không được tỉnh, hay là nó là thiếu niệm, thiếu định đó, thì thiếu niệm, thiếu định, thiếu trí tuệ đó, thì tưởng tượng cuộc sống là sao? Cuộc sống mà đi với si vô tàm, vô ý phóng dật với đạo cử đó, thì nó tương tự giống như chúng tôi đó, một người lính mà gác hành, mà người đó bị mờ mắt, người đó khinh suất, người đó thiếu cái sự cảm trọng, vân vân, thì rất là nguy hiểm. Hay là một người lái xe mà cứ lo text message hay lo trả lời điện thoại vân vân, thì rất là nguy hiểm. Thì bây giờ thì chúng ta chỉ học thuần tánh này đơn giản thôi. Khi mà chúng ta bước qua cái phần học về duyên hệ đó, thì chúng ta mới thấy rằng những thuộc tánh này đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong bài học ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như chúng tôi có nói rằng tuần này lý do mình học chương trình Thắng Pháp vào ngày thứ hai là bởi vì hôm qua chúng tôi bận lo đám tang, hôm nay thì đám tang vẫn còn nhưng mà trễ hơn, do đó chúng tôi có thời giờ để hoàn tất chương trình. Bây giờ xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính chân chư vị giảng sư đã vào rung để chia sẻ. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ấp, sứ môn viên này yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.